Nhắc đến văn chương nghệ thuật phương Tây, không thể không nhắc tới Kinh Thánh. Đây cũng là tác phẩm có số lượng bản in nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Tầm ảnh hưởng rộng rãi của tác phẩm này trong văn hóa gắn liền với sự phát triển và biến đổi của hệ thống Kitô giáo. Trong video ngày hôm nay, tác giả Conwell sẽ trình bày lại bản chất của các khái niệm cơ bản trong Kitô giáo, qua đó hy vọng gợi ý một phương thức hợp lý để đọc hiểu nghiên cứu những văn bản liên quan đến tôn giáo nói chung và Kitô giáo nói riêng. Tác giả sẽ không tiếp cận vấn đề theo góc độ thần học Kitô giáo được giảng dạy trong các trường dòng, mà tiếp cận theo góc độ phân tích lịch sử, các từ ngữ và các biến cố chính trị liên quan trong suốt quá trình hình thành, phát triển và biến đổi của tôn giáo này. Ngoài ra, bài viết còn đi kèm 3 lưu ý sau. Thứ nhất, bài viết chỉ đơn thuần là đưa ra thông tin, không nhằm mục tiêu đứng về phe phái hay ủng hộ phe cánh chính trị nào. Mục tiêu duy nhất là truyền tải sự thật một cách khách quan nhất có thể. Thứ hai, người viết xuất thân từ gia đình Kitô giáo lâu đời, chứ không hẳn là người vô thần hoàn toàn. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện, ắt sẽ không tránh được một số thiếu sót vặt vãnh. Nếu có, hy vọng khán giả có thể lượng thứ. Và cuối cùng, sẽ có một vài khái niệm trong bài viết không được nói kỹ vì quá dài. Các bạn vui lòng tự tìm hiểu thêm qua Google. Nếu như giải thích hết từng chút thì e rằng không đủ chỗ để viết hết. Còn bây giờ thì chúng ta hãy vào việc thôi. Kitô giáo là gì? Nhắc đến Kitô giáo, người ta thường liên tưởng ngay tới một tôn giáo thờ Thiên Chúa, có hệ thống nhà thờ, nơi các cặp đôi học giáo lý hôn nhân và tổ chức lễ cưới. Song, thật ra Kitô giáo không đơn giản là như vậy. Từ Kitô giáo là dịch ra bởi từ tiếng Anh Christian, trong đó Christ bắt nguồn từ Christos là từ gốc Hy Lạp để chỉ việc được sức dầu, tương đương với từ Messiah trong tiếng Do Thái. Theo kinh điển Do Thái, đấng được sức dầu là người sẽ tái sinh vào ngày tận thế để cứu chuộc nhân loại. Anh ta là người sẽ phán xét phân định người tốt, người xấu. Ai sống trong sạch và tin vào anh ta thì sẽ được lên thiên đàng. Ai từng làm điều tội lỗi và không có lòng tin vào anh ta sẽ bị đầy xuống địa ngục. Đó là bản chất của khái niệm Messiah trong tín ngưỡng Kitô giáo. Những tôn giáo đặt niềm tin rằng có ngày tận thế trong tương lai, ngày mà một đấng vĩ đại xuất hiện cứu chuộc loài người lên thiên đàng. Và chúng ta sẽ được chọn lên thiên đàng nếu tin vào người đó, đều là Kitô giáo. Kitô giáo hiện nay bao gồm Công giáo La Mã, các hệ phái của Tin lành và nhiều hệ phái nhỏ khác bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện từ đầu thế kỷ 20. Cần phân biệt rõ Kitô giáo với Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo là khái niệm chỉ tất cả các tôn giáo đặt niềm tin vào một vị Thiên Chúa đã khai sinh và cai quản vũ trụ. Những tôn giáo này còn được gọi là các tôn giáo Abrahamic hay còn gọi là các tôn giáo Semit, và vốn là những tôn giáo độc thần, monotheistic. Thiên Chúa giáo bao gồm cả Kitô giáo, Islam tức Hồi giáo và Do Thái giáo. Người theo Islam hay Do Thái giáo đều tin vào Chúa Trời, nhưng họ không tin rằng một ngày nào đó sẽ có ai đến thế gian cứu chuộc cho mình. Trong Kitô giáo lại phân ra nhiều phái, chẳng hạn như Công giáo La Mã, còn gọi là Cato giáo, một giáo hội tự tuyên bố rằng mình là giáo hội của toàn cầu, tự mình đề ra chân lý phổ quát cho nhân loại. Các vị chức sắc trong nhà thờ có quyền luận tội và đánh giá phẩm cách người khác, quyết định xem họ có cơ hội lên thiên đàng hay không. Mặc dù theo giáo lý thì các vị ấy không dám khẳng định người nào chắc chắn lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục. Công giáo tuyên bố tất cả mọi người trên thế giới đều phải đặt dưới giáo hội này. Những người phục tùng được coi là sạch tội trọng, tức là có cơ may được lên thiên đường. Một nhánh khác của Kitô giáo là Chính thống giáo phương Đông, rất thịnh ở Nga và các nước Đông Âu. Chính thống giáo Đông phương được tách ra từ cuộc ly giáo giữa các giáo hội Kitô giáo, mà cuộc ly giáo đầu tiên là giữa Công giáo của Vatican và cộng đồng tiền thân của Chính thống giáo phương Đông năm 1054. Người theo Chính thống giáo phương Đông coi mình là những người còn gìn giữ được truyền thống cổ xưa nguyên gốc, những giá trị đích thực ban đầu của Kitô giáo. Tuy nhiên, nhánh nào là chính thống đến giờ vẫn là một điều hết sức phức tạp với chính những người theo Kitô giáo. Những khái niệm căn bản của Kitô giáo: Thiên Chúa. Đây là khái niệm cơ bản cốt lõi nhất của Kitô giáo. Thần học Công giáo La Mã hiện tại công nhận Thiên Chúa có 7 đặc tính như sau. Đây là 7 tính điều về Thiên Chúa được tất cả những người theo Công giáo hiện nay đều mặc định tin theo, coi đó là chân lý mà không chút mảy may nghi ngờ. Nếu nghiên cứu truy nguyên về bản chất của từng khái niệm, ta sẽ nhận ra rằng thực ra ban đầu, những kinh sách của Kitô giáo và trước đó là Do Thái giáo không hề đặt ra những quan điểm như vậy. Hãy cùng điểm qua tên của Thiên Chúa trong lịch sử. Ở phần này, chúng ta có 4 cái tên chính là Elohim, Adonai, Yahweh và Deus. Elohim.
tên cổ nhất của Thiên Chúa được tìm thấy trong kinh sách Do Thái giáo là Elohim. Các từ điển tôn giáo thường chỉ dịch Elohim là Thiên Chúa một cách đơn giản, nhưng thực ra từ này xuất phát từ chữ El trong ngôn ngữ của người Semit. Đây là ngôn ngữ của người bờ đông vùng địa Trung Hải, mà hai đại diện còn tồn tại ngày nay là tiếng Hebrew và tiếng Ả Rập. Về mặt từ nguyên thì hai từ dùng để chỉ Thiên Chúa là Elohim và Allah đều có cùng một gốc El với hai nghĩa cổ là sức mạnh và hướng về phía trước, chỉ mục tiêu hoặc động lực chuyển động. Về mặt ngữ nghĩa, cái tên Elohim cho thấy rằng trong mắt người dân Semit cổ, sức sống và sự chuyển động mà nó làm nên là những điều thiêng liêng nhất. Quan điểm này đặc biệt khác xa với quan niệm của Kitô giáo ngày nay và gần gũi với những triết học được Nietzsche đặt ra trong Kẻ phản Kitô và Zarathustra đã nói như thế. Cụ thể thì trong Zarathustra đã nói như thế, Nietzsche đã mô tả con người mới mà nhân loại phải hướng đến để trở thành, được ông gọi là siêu nhân. Siêu nhân khác với con người tầm thường ở chỗ họ vượt khỏi tầm ảnh hưởng của hệ thống và đám đông để giữ trọn vẹn được ý niệm căn bản của mình, hay còn gọi là ý chí cường tráng. Không rõ tình cờ hay cố ý, nhân vật Superman của DC Comics có tên khai sinh là Kal-El. Tiếp theo dòng văn hóa đại chúng, trong phim Superman vs. Batman, Superman được xây dựng trên hình tượng một vị chúa toàn năng. Phim có dựng lên màn đối thoại đầy ý nghĩa. Mày chưa bao giờ là thần thánh, mày thậm chí còn chưa bao giờ là con người. Thật ra, đây là câu nói muốn ám chỉ tới Jesus một cách châm biếm. Vì theo triết học Hypostatic Union, tạm dịch là sự hiệp nhất ngôi vị, vốn tự khẳng định rằng Jesus mang cả hai bản tính Thiên Chúa và con người, cả hai bản tính thống nhất với nhau trong cùng một bản thể. Elohim ban đầu không chỉ Thiên Chúa, mà chỉ là cách chia số nhiều của từ El. Trong khi đó, El đơn giản nghĩa là một vị thần, thần thánh. Từ này xuất hiện khoảng 2.500 lần trong các kinh thánh tiếng Hebrew, đôi khi để chỉ nhiều vị thần. Chẳng hạn như khi để chỉ chung các vị thần của người Ai Cập, khi dân tộc này ở thế đối địch với người dân Do Thái, nhưng cũng có lúc dùng để chỉ riêng vị Thiên Chúa của dân Do Thái mà thôi. Trong bản Sáng Thế Ký bằng tiếng Hebrew, Abraham nói, những vị thần đã tạo ra tôi. Trong đó, Elohim dịch là các vị thần. Từ tạo ra ở đây cũng được chia số nhiều. Chỉ đến khi Sáng Thế Ký được dịch ra tiếng Anh, từ đó mới được sửa về số ít. Cách dùng từ này thể hiện một thực tế không thể phủ nhận. Vào lúc khởi đầu của tôn giáo Do Thái, không ai cho rằng chỉ có một vị thần duy nhất, tức Do Thái giáo ban đầu vốn là một tôn giáo đa thần. Mỗi dân tộc sống kề nhau trong khu vực Bắc Phi, Trung Đông lại thờ một nhóm các vị thần riêng. Khi dân tộc này xâm chiếm và nô lệ hóa dân tộc kia, họ cũng cưỡng ép dân nô lệ phải thay đổi tín ngưỡng. Mỗi dân tộc được coi như là một công cụ của một nhóm thần, và chủ quyền dân tộc thực ra không thuộc về nhân dân hay hoàng tộc, mà thuộc về nhóm thần này. Đây là chế độ thần quyền. Quan điểm nhất thần, theo đó, Elohim là vị thần duy nhất chỉ xuất hiện sau đó, do ảnh hưởng của các dân tộc đã từng nô dịch dân Do Thái, đó là Ai Cập và Ba Tư. Trường hợp tôn giáo truyền qua đường nô dịch này xảy ra phổ biến trong lịch sử. Gần gũi nhất ta có thể thấy toàn bộ tôn giáo của Việt Nam hiện tại hầu như truyền đến bởi các dân tộc đã nô dịch Việt Nam về kinh tế, về văn hóa trong quá khứ. Ai Cập là nơi xuất hiện trường hợp nhất thần đầu tiên của lịch sử nhân loại. Vào thời Pharaoh Akhenaten, xã hội trở nên hỗn loạn do nhiều phe nhóm nổi lên đấu đá nhau, mà mỗi phe nhóm lại lấy một nhóm thần làm thủ lĩnh đại diện. Các thế lực thần quyền, các giáo hội khác nhau xung đột nhau về cả chính trị và còn dùng đến vũ lực. Để dẹp loạn, Akhenaten chọn thần mặt trời Aten, vị thần vốn được tất cả tôn sùng, làm vị thần duy nhất, và vị Pharaoh này cũng ép tất cả các giáo hội khác phải giải tán. Khi các nhóm tôn giáo tan rã hoặc hoạt động dưới sự kiểm soát của chính quyền, xã hội trở lại ổn định. Ta có thể thấy những cuộc đàn áp tôn giáo để ổn định xã hội tương tự như vậy xuất hiện khá nhiều trong lịch sử. Chẳng hạn như ở Việt Nam, có một cuộc đàn áp tôn giáo ở miền Nam khi Ngô Đình Diệm quyết định đàn áp các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo. Thực ra, mỗi giáo phái này đã hình thành một thế lực cát cứ riêng về mặt quân sự, kinh tế và chính trị, khiến cho tình hình an ninh rơi vào hỗn loạn, khiến chính quyền không thể kiểm soát hết được. Trong hoàn cảnh như vậy, đàn áp là nhu cầu chính trị hiển nhiên. Tuy nhiên, Akhenaten đã thất bại vì những thế lực cũ chưa bị tiêu diệt hoàn toàn đã nổi lên ngay sau khi ông mất và hệ thống tôn giáo đa thần cũ lại trỗi dậy. Ảnh hưởng tư tưởng nhất thần từ Ba Tư vào Do Thái là do một tôn giáo thờ ánh sáng, tức là Bái Hỏa giáo, hay sau này còn được gọi là Mani giáo. Đây là tôn giáo được sáng lập bởi nhà tiên tri Zarathustra. Ông đề xuất con đường tu tập tâm linh hướng về ánh sáng, cải thiện, sức mạnh. Tuy nhiên, kinh sách quan trọng của tôn giáo này đã bị đốt từ sớm,
nên sự phát triển về sau rất có thể đã bị bóp méo nhiều so với nguyên gốc. Adonai cũng được dùng để chỉ Thiên Chúa, nhưng nghĩa nguyên văn của từ này lại là những chúa tể của tôi. Gốc Aden nghĩa là chúa tể, đuôi A là cách chia số nhiều trong tiếng Do Thái cổ. Như vậy, cũng giống như từ Elohim, ban đầu từ Adonai dùng để chỉ nhiều vị thần, chứ không chỉ một Thiên Chúa duy nhất. Yahweh, Jehovah. Tên thứ ba được dùng để chỉ Thiên Chúa là Yahweh, dùng trong Kinh Cựu Ước. Đây là tiếng Hebrew gồm 4 ký tự, tên từ Kinh Thánh Thiên Chúa của Israel. Kinh Cựu Ước thật ra bao gồm bộ kinh, kinh điển Tanakh của người Do Thái, được thêm thắt một số kinh mà dân Do Thái không công nhận là bộ kinh cơ bản. Tanakh gồm có 3 phần. Phần 1 là ngũ kinh Torah, gồm có 5 quyển sách đầu tiên theo thứ tự như sau. Phần 2 là các sách ngôn sứ, chẳng hạn như sách ngôn sứ Samuel, Isaiah, Jeremiah và Ezekiel. Phần 3 là Ketuvim, gồm các sách văn chương, trước tác của các vị vua huyền thoại trong lịch sử Do Thái. Trong đó, theo các nhà sử học và khảo cổ học, ngũ kinh Torah, bộ kinh căn bản nhất, thực ra là kết quả của sự tổng hợp, chỉnh sửa và chắp vá tư liệu qua nhiều thời đại của ít nhất là 4 nguồn hay 4 thế lực khác nhau. Nguồn đầu tiên hình thành nên ngũ kinh Torah là Elohim. Cần nói thêm rằng, Do Thái trước đây không phải là một quốc gia đồng nhất, mà gồm 12 chi tộc chi phối lẫn nhau và hình thành cục diện hai nước là Vương quốc Israel ở phía Bắc và Judah ở phía Nam. Giới khảo cổ học kết luận rằng, nguồn này bắt đầu từ Israel, vùng phía Bắc của dân tộc Do Thái bây giờ. Nguồn này vốn không hề nhắc đến Yahweh, chỉ đề cập đến El mà thôi. Chúa Trời ở đây cũng không hề mang hình dạng con người, mà chỉ là những vận động và quy luật của đời sống. Nguồn thứ hai là Jawish. Đây là nguồn đã nhắc đến tên Yahweh và gán cái tên này cho El trong câu chuyện của Moses. Các tài liệu Jewish cũng là những tài liệu đầu tiên mô tả Thiên Chúa của người Do Thái như một vị thần có hình thể con người và các biểu hiện nhân tính. Đặc biệt, các tài liệu này cũng mang đến cho Kinh Torah những chi tiết mô tả mối quan hệ giữa con người và đất đai. Chúng cũng đề cập nhiều đến các địa danh ở đất Judah hơn các địa danh khác ở đất Canaan, nên giới khảo cổ học cho rằng nguồn này xuất phát từ phía Nam, trong khi Elohim là từ phương Bắc. Nguồn thứ ba hình thành ngũ kinh Torah là từ các thầy tu. Và nguồn thứ tư là những người biên soạn sách Đệ Nhị Luật, phục truyền luật lễ ký. Chính nhờ sách luật này mà những bản kinh được tập hợp lại thành ngũ kinh Torah, bộ kinh căn bản của tôn giáo Do Thái. 4 đối tượng và thế lực trên đây đã sửa đi sửa lại Torah nhiều lần trong suốt dòng lịch sử, khiến ngày nay của các nhà sử học vẫn còn đang tranh cãi về niên đại của các đợt sửa sách, cũng như những nội dung đã được từng bên đưa vào hoặc xóa đi trong kinh căn bản. Quay trở lại với Yahweh, điều gây sốc là Yahweh hóa ra không phải là một vị thần có xuất xứ Canaan, cũng không phải là một vị thần Do Thái. Bằng chứng khảo cổ đầu tiên ghi nhận sự hiện diện của Yahweh thật ra không phải ở vùng Canaan, mà trên đất Ai Cập. Người ta tìm thấy chữ vùng đất của người Shashu của Yahweh viết bằng tiếng Ai Cập vào thời Amenhotep thứ 3, trong khoảng từ năm 1386 đến năm 1349 trước Công Nguyên. Người Shashu là dân du mục qua lại giữa Edom, tức một vùng đất phía nam Judah, và Midian ở phía nam Edom trên bán đảo Ả Rập. Tóm lại, từ Yahweh xuất hiện ở Ai Cập và được viết bằng tiếng Ai Cập trước khi vào Do Thái. Điều đó cũng cố bằng chứng cho thấy nguồn Jewish xuất phát từ phía nam. Về mặt từ nguyên, từ Yahweh này được cho là gần với gốc từ Way trong ngôn ngữ của vật tiếng Semitic, mang nghĩa là ông ta thổi. Suy ra đây có thể là một vị thần gió. Kinh điển Do Thái tạo ấn tượng rằng ngôi đền ở Jerusalem là trung tâm của tín ngưỡng thờ Yahweh. Tuy nhiên trên thực tế, di chỉ đầu tiên tìm thấy của tín ngưỡng này trên đất Israel lại là những bàn thờ lộ thiên trên những ngọn đồi vùng Samaria vào khoảng thế kỷ 12 trước Công Nguyên, tức sau khi Yahweh xuất hiện ở Ai Cập khoảng 100 năm. Bàn thờ này bao gồm cả con bò vàng mà dân Do Thái thờ phụng, thay vì nghe lời Moses thờ vị thần vô hình đại diện cho lề luật mà Moses hưởng ứng, cùng với vài di tích khảo cổ học còn lại của Negev và Beersheba. Nói cách khác, Yahweh không phải là Thiên Chúa El của dân Do Thái cổ, mà chính là con bò vàng mà Moses đã phản đối. Văn bản đầu tiên trong Kinh Torah đề cập đến cái tên Yahweh là sách xuất hành. Trong sách này, Yahweh được mô tả như một vị thần đã phái các đội quân trên trời đi quét sạch kẻ thù của dân Do Thái. Việc đến từ bầu trời và quét sạch kẻ thù cũng cố thêm giả thuyết đây là một vị thần gió. Như vậy, giả thuyết hợp lý nhất là Yahweh vốn chỉ là một trong các El mà thôi.
Vị El này đã xuất phát từ một sắc dân phía Nam và sau này đã đánh bại các El khác để soán đoạt ngôi vị tối thượng, rồi tự xưng là vị El duy nhất, là kẻ sáng tạo và quản lý lẫn phán xét duy nhất trên toàn thế giới. Tuy nhiên, dù cao vọng như vậy, nhưng đến rất lâu sau này, ngoài dân Do Thái ra, vẫn chưa có ai khác công nhận Yahweh. Dias. Dias là cách mà người La Mã xưa và giáo hội Công giáo sau này gọi Thiên Chúa. Tuy nhiên, Dias lại không liên quan gì đến El, Elohim hay Yahweh. Dias bắt nguồn từ gốc Deus trong ngôn ngữ cổ tiền Ấn Âu. Deus nghĩa là tỏa sáng, hay rõ hơn là ánh sáng ban ngày hoặc bầu trời ban ngày. Thực ra, cùng một gốc này đã phát sinh ra các từ sau trong ngôn ngữ cổ ở cùng khu vực. Qua phân tích từ nguyên, ta có thể thấy, lúc khởi thủy, cư dân Bắc Địa Trung Hải và cư dân Canaan có cái nhìn khác nhau về sự thiêng liêng. Dân Hy Lạp và La Mã gắn thần tính với ánh sáng, với sự rõ ràng của ban ngày, khi chúng có thể nhìn nhận và phân biệt mọi thứ, tiếp nhận và xử lý thông tin một cách rõ ràng. Trong khi đó, cư dân Canaan lại gắn nó với sức sống và động lực. Đây là hai ý niệm rất khác biệt về tính thiêng liêng. Dù sao đi nữa, có một mối quan hệ từ vựng rất rõ ràng giữa Thiên Chúa của Công giáo La Mã với thần Zeus, vị thần tối cao trước đó trong tín ngưỡng đa thần của thế giới Hy Lạp cổ đại, mà sau đó, nền văn minh La Mã vốn chỉ bắt chước theo với hình tượng Jupiter. Chúng ta có thể thấy rõ ràng trong các tác phẩm điêu khắc và hội họa của Công giáo La Mã thời kỳ Phục Hưng, Dias cũng không còn mối liên hệ nào với El vô hình mà Moses đề nghị, cũng không có vẻ gì của Yahweh chiến binh thần thánh từ trên trời thổi xuống truy diệt các đoàn quân, mà là một ông râu rậm cờ bắp trông giống hệt Zeus trong các bức tượng cổ. God. Từ chỉ chúa được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới này xuất phát từ tiếng Đức cổ, gọi là Proto-Germanic, có tên là Gudan, xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 6 sau công nguyên trong Codex Argenteus, tạm dịch là cuốn sách bạc. Tôi không chắc chắn về mặt từ nguyên của Gudan, nhưng đa số giả thuyết cho rằng nó xuất phát từ gốc Gau trong ngôn ngữ Ấn Âu, nghĩa là gọi. Theo đó, God có thể mang nghĩa người được gọi hay người đáp lời gọi. Từ God xuất hiện đầu tiên vào khoảng thế kỷ thứ 4 sau công nguyên trong bản dịch Kinh Thánh sang tiếng Gothic và Wutila. Một số nguồn nghiên cứu cho rằng chữ Gudan này là một biến thể của Wudan hay còn gọi là Odin, vốn là một vị thần tối cao trong thần thoại Bắc Âu, được thờ rộng khắp trong vùng văn hóa Anh Đức thời cổ. Sau khi đế quốc La Mã sụp đổ vào khoảng năm 476 sau công nguyên, chính quyền không ai làm chủ. Kinh tế suy yếu khiến các tướng lĩnh không nuôi nổi quân đội. Các bộ máy hành chính tê liệt do không thu được thuế. Khi cả tướng lĩnh lẫn quan chức đều không còn khả năng nắm quyền, thì quyền lực rơi vào tay giáo hội. Và thế là giáo hội Công giáo trở thành quyền lực chính trị thay thế chính quyền cũ. Để xây dựng và bành trướng quyền lực của mình trên toàn bộ những vùng lãnh thổ của đế chế cũ và sau đó là toàn cõi châu Âu, các thầy tu Công giáo buộc phải tăng cường truyền giáo cho những người ngoại giáo, chẳng hạn những người thuộc tôn giáo cổ ở Đức, ở Bắc Âu. Để những người dân này dễ dàng chấp nhận một tôn giáo mới mẻ, họ phải dùng một mánh khóe là gọi Thiên Chúa của mình bằng cái tên của vị thần tối cao trong tôn giáo cũ của người dân bản địa. Nói cách khác, Thiên Chúa không còn là El hay là Yahweh nữa, mà là Woden hoặc Thor. Ngoài bằng chứng từ nguyên, câu chuyện này còn được củng cố bởi nhiều bằng chứng khác. Chẳng hạn, trong mật mã Da Vinci, tác giả Dan Brown từng đề cập rằng những trang phục của các hàng giáo chức trong giáo hội Công giáo đang được sử dụng bây giờ là xuất phát từ tôn giáo thờ mặt trời của người Ai Cập. Một ví dụ khác, những ngày lễ của người Kitô giáo hiện nay, chẳng hạn từ 0 giờ ngày 25 tháng 12 vốn không phải ngày Thiên Chúa Giáng sinh, mà là một sự chuyển đổi từ thời điểm 21-22 tháng 12 vốn là ngày Đồng Chí. Ngày lễ tạ ơn của người Kitô giáo thực ra là ngày lễ tạ ơn thu hoạch vụ mùa của các tôn giáo cổ đã tồn tại ở châu Âu từ trước khi Kitô giáo đến đây. Các ý nghĩa sau này đều là chấp nối thêm vào, là thủ đoạn để đưa một tôn giáo nước ngoài vào thống trị tinh thần của người dân mà không bị họ phản ứng. Một mốc lịch sử quan trọng xảy ra vào năm 800 sau công nguyên với Karl Đại Đế, người có chân dung trên lá bài ca cơ. Lúc này, vị vua của đế quốc Frank, một dân tộc Đức cổ thờ Woden, đã thống nhất toàn bộ những lãnh địa cũ trên đất liền của đế quốc La Mã xưa để lập nên đế chế La Mã thần thánh. Karl thành lập một liên minh quyền lực với giáo hội. Theo đó, Công giáo là quốc giáo trong toàn bộ đế chế. Những vấn đề về tâm linh tư tưởng, giáo hội được toàn quyền quản lý, phần việc chính trị còn lại là của vua. Hai bên bắt tay nhau để kiểm soát toàn bộ lãnh thổ và từ God bắt đầu phổ biến từ đây.
Một số cách hiểu sai về Thiên Chúa. Sau khi điểm qua lịch sử các tên gọi của Thiên Chúa, quay lại nhìn toàn bộ vấn đề, ta sẽ thấy rốt cuộc Thiên Chúa hoàn toàn không giống những đặc tính mà Kitô giáo hiện tại đang mô tả, hay những ảnh hưởng mà tín đồ Kitô giáo vẫn hằng tin vào. Thứ nhất, Thiên Chúa của Kitô giáo không phải là đấng sáng tạo ra thế giới, nếu xét trên giả thiết thực sự có một đấng như vậy, mà là một sản phẩm chính trị. Hình tượng của Chúa thay đổi tùy theo tình hình hoặc các biến cố chính trị. Chẳng hạn, một dân tộc xâm lược một dân tộc khác và áp đặt vị thần của mình lên dân tộc bị trị, hay khi các tôn giáo chung sống với nhau trong cùng một khu vực và để hòa nhập, họ dùng một tên duy nhất để chỉ hai vị thần hoàn toàn khác nhau. Thứ hai, Thiên Chúa của Kitô giáo không hề hằng tồn. Người ta có thể thay Chúa của mình tùy vào lợi ích chính trị. Ví dụ ngày nay, tất cả các tín đồ Công giáo đều tin vào sự xác thực của bộ Kinh Tân Ước, bao gồm 4 phúc âm, mà người ta không biết rằng 4 phúc âm ra đời vì hoàng đế La Mã Constantinus, để đạt được mục đích chính trị của mình, đã đưa Kitô giáo, tôn giáo đông tín đồ nhất thời bấy giờ, trở thành quốc giáo. Đây là hành động thuần chính trị, bởi Constantinus vốn không theo tôn giáo này, ngay cả khi đã biến nó thành quốc giáo. Cho mãi đến sau này, khi những ràng buộc lợi ích chính trị dồn ép đến không thể từ chối, ông mới miễn cưỡng trở thành một tín đồ trên danh nghĩa của Kitô giáo. Câu chuyện được kể lại đầy tính hình tượng. Constantinus nằm mơ thấy một vị thần khuyên khắc biểu tượng thập tự, hoặc dấu hiệu chi X đi qua Ro để tạo thành dấu hiệu này, đại diện cho hai chữ cái đầu của từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là Christos, lên khiên thì sẽ đánh thắng giặc. Ông làm theo và quả nhiên giành phần thắng. Thực chất, câu chuyện hình tượng trên đã cho ta thấy Constantinus đã dùng tôn giáo làm chính trị, lợi dụng lòng tin của tín đồ để biến họ thành binh lính, giúp mình tiêu diệt các thế lực chính trị khác. Thứ ba, Thiên Chúa không hề có mặt ở mọi nơi, mà chỉ có mặt ở nơi có giáo hội. Và Chúa có thể chuyển từ vùng đất này sang vùng đất kia, chẳng hạn từ Ai Cập đến Do Thái, rồi từ Do Thái đến La Mã, và dần bị biến tướng đi tùy theo con đường của các vị truyền đạo. Thứ tư, không hề có một vị Chúa duy nhất. Qua phân tích, ta có thể thấy có một loạt Chúa tồn tại trong lịch sử, từ một Elohim vô hình đại diện cho những quy luật của tự nhiên, cho đến vị Chúa gần giống với thần Zeus, tức là Deus, rồi đến Jesus sau này. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bài viết của Canwell. Nếu có bất kỳ suy nghĩ nào, các bạn hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì cảm ơn rất nhiều vì đã nán lại cho đến những giây phút cuối cùng của video siêu dài này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.